Hello mọi người, nhất là các chị gái tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Đây là video clip em làm về tử vi của tuổi Mậu, của các chị đối với cái năm Mậu Tuất 2018 và vận hạn 6 tháng đầu năm của để cho các chị có được cái nhận định tốt về cái năm này. Có thể nói cái tuổi Đinh Tỵ này là một trong những cái tuổi mà có khá nhiều duyên nợ với mình. Thứ nhất là trong cái tử vi trọn đời ấy, là cái tuổi Đinh Tỵ này là mình làm mình rất tốn rất nhiều thời gian. Các tuổi khác thì mỗi ngày mình làm được, riêng cái tuổi Đinh Tỵ không là mình phải tốn đến coi như là 7-8 ngày để tìm hiểu tư liệu. Thì những cái tư liệu của nó với lại cái thực tế nó hoàn toàn khác biệt nhau, và nó có những cái mà rất là trắc trở. Thì như đã nói là Đinh Tỵ là cái con rắn mà chuyên canh giữ kho báu và cửa địa ngục, tiền vô thì dễ mà ra thì rất là khó. Như vậy mà thiên tính của tuổi này tức là nữ lại không có nhiều cái sự may mắn, như đã biết họ không được may mắn như con rồng, không có được lớn như con rồng, thì họ hơi có một cái phần âm một tí xíu. Và mắt của những người này thì cực kỳ nhạy cảm với tâm linh, những cái chỗ mà không sạch sẽ. Thì đầu tiên hết á, là đối với lại một cái tử vi thì trước hết chúng ta phải xét coi là nội tại của tử vi đó ra sao, như thế nào thì chúng ta mới xét được cả năm. Thì đầu tiên hết á, là các chị Đinh Tỵ 1977 này á, thì nữ á, là mệnh là sa trung thổ, tức là pha cát, gặp bình địa mộc là năm Mậu Tuất này là năm bình địa mộc là tương khắc xấu ha. Sao lại càng xấu hơn, sao là sao la hầu, rối rắm nạn tai, hạn là diêm vương, bệnh đường máu huyết, hoặc là tai nạn xảy ra chảy máu. Vận niên mã ngộ đau, tức là gỡ trúng thương, một vận niên khá xấu. Thiên can á, đinh gặp mậu, chữ đinh của đinh gặp mậu là sinh xuất hao tốn, chữ đinh nó là hỏa, mậu của Mậu Tuất là thổ. Hành đó nha, về hành á chứ còn không nói nữa ha, là sinh xuất hao tốn. Địa chi á, Tỵ gặp Tuất cũng là sinh xuất luôn. Chữ Tỵ của mình là hỏa, còn Tuất là thổ, sinh xuất luôn, cho nên là cũng có nhiều điều rắc rối trong cuộc sống hôn nhân gia đình, cũng như là nhiều cái va chạm khác ha. Đầu tiên hết á, để xét tử vi á, thì chúng ta phải xét thiên tính của người tuổi này như thế nào, người nữ tuổi này ra sao, để biết rằng nó ứng dụng vào cái gì ở trong cái năm Mậu Tuất 2018 sắp tới. Thì thiên tính á, thì các chị tuổi Đinh Tỵ thì đã biết rồi, đa phần á, là có thời thơ ấu không mấy tốt đẹp ha. Phải lớn lên trong môi trường cũng là nhiều khó khăn hoặc là lận đận, cũng vì vậy á, phải chống chọi sớm với cuộc đời, cho nên là nhìn đời bằng cặp mắt á, không mấy thiện cảm, nhìn cái gì cũng dò xét ha, con rắn mà mắt ghê lắm, nhìn dò xét cuộc đời và nhìn một cái là thấu cả tim gan của người khác. Phải sống nhiều bằng lý trí và cố gắng vươn lên bằng mọi cách ha, con người này không bao giờ muốn chịu cực khổ hết, luôn luôn muốn vươn lên để con cái về sau không được không phải khổ như mình. Các chị nữ của tuổi này là như vậy. Nhưng mà các chị nữ của tuổi này á, thì bản mệnh thường là có sao thiếu dương nó chiếu mạng. Các chị rất thông minh, thường là những người có năng lực trong mọi việc, ý chí tiến thủ thì khỏi nói, đúng không? Chị cũng muốn tiến về phía trước thật. Nếu mà là người có phước á, có phước từ đời trước á, là sanh vào những cái gia đình mà có điều kiện á, thì học hành dễ thăng tiến, dễ thành người thành đạt, nổi tiếng. Làm việc gì á, thì cũng dễ thành công. Còn không á, có điều kiện á, được sinh vào những cái gia đình mà giàu có, mà sinh vào những cái gia đình bình thường có điều kiện á, thì á, là gọi là gì? Thì cũng dễ thích ứng với hoàn cảnh, hoàn cảnh nào các chị cũng thích ứng được, dễ tạo thành sự nghiệp. Tuy nhiên sự thành bại ở đời á, của con người á, không phải là chỉ nhờ cái số, phải ảnh hưởng tới bởi là phước đức trong hiện tại này và trong cả quá khứ ở cái phước của mình ở trong kiếp trước, cho nên đó là chứ không phải chỉ do cái số mệnh không. Cho nên là các chị đừng có nói tại sao là mình có cái số tốt, cái số tốt như vậy mà bây giờ các chị cứ lận đận ha. Có một số chị thì rất suôn sẻ,
nếu lấy chồng hợp tuổi, còn nếu không lấy chồng hợp tuổi, tuổi này lận đận lắm. À, có con mắt nhìn đời nhưng mà lựa lựa hồi lựa chúng thằng chồng cũng ra gì, tuổi này là rất thường xuyên lựa chúng thằng chồng ra gì, nhưng mà tuổi này rất là chịu đựng để con cái có được cái sự gọi là cả cha lẫn mẹ. Cái đấy là một điều rất là hay, chứ gặp tuổi khác là ly dị liền, nhưng mà tuổi này thì khá chịu đựng hay. Thuận sanh á là các chị mà thuận sanh vào mùa thu và mùa hè, nhất là ban đêm á, là người có nhiều phúc phận, sống cuộc sống sẽ gặp nhiều may mắn xuôi thuận, sự nghiệp sớm thành. Nếu nghịch sanh đổi số á, thì phải vất vả gian nan ở tiền trung vận, khoảng trên 40 tuổi mới được sung sướng về vật chất. Người này á, là chỉ cần tạo nhiều cái thiện nghiệp phước đức con cái mới nên người. Sau năm 45 á, đa phần là người có gia sản đất điền. Ngon ha, sau năm 45 tuổi là cái gia sản đất điền, có tiền tài ha. Như vậy là cũng là một dấu hiệu tốt chứ bộ. Thì đó là thiên tính chung và cái vận hạn em cũng đã nói sơ ở trong cái tử vi của trọn đời của những người tuổi Đinh Tỵ. Nhưng mà do là người Đinh Tỵ em tìm không được nhiều tư liệu lắm, cho nên là em cũng nói không sâu đâu. Thì còn năm nay là công danh sự nghiệp của nó như thế nào? Đầu tiên năm Mậu Tuất 2018 là các chị không may gặp sao La Hầu chiếu mạng, mà sau này là gì, gia đạo rối ren, sức khỏe suy giảm. Đây là một hung tinh bậc nhất đối với nam giới, nhưng với nữ giới thì chỉ bị thiệt hại nhẹ, chủ yếu là sức khỏe. Cũng may ha, nó thiệt hại nhẹ. Hơn nữa là sao La Hầu thì thuộc hành kim, mà các chị mang mệnh thổ là bị sinh sức thổ sinh kim, sẽ càng tăng thêm cái những cái ảnh hưởng của cái sao La Hầu lên sức khỏe của chúng ta, cho nên là các chị cần cẩn thận cái mặt sức khỏe của mình ha. Hạn là Diêm Vương thì cái này là hạn bất lợi về thai nghén nè, sinh nở hay đường máu huyết cũng có phần suy yếu rối loạn, cẩn thận tai nạn. Vận niên thì mãn ngộ đau, hoàn toàn bất lợi trong giao tiếp hay cạnh tranh trong công việc, dễ bị hao tài, đồng thời cũng dễ bị tai nạn ha. Nãy giờ là toàn các chị chủ yếu là do tai nạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái sao La Hầu nó đi trong mệnh của mình. Sao La Hầu mà đi trong mệnh của nữ thì nó nặng về phần sức khỏe, nặng về tai nạn. Về tứ trụ á, thì năm Mậu Tuất 2018 đối với các chị á, là thiên hư ha, và là địa hao. Như vậy công việc làm ăn không gặp thời, dễ bị trì trệ, thua lỗ, mưu sự thì khó thành, gia đình tình cảm cũng khó ổn định. Nếu không thì có người đau ốm hay bất hòa, tiền bạc tiêu hoa, tinh thần thì gặp trở ngại. Đó. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành để mình giải, thì năm nay Can Mậu là thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái thủy. Như vậy hỏa sẽ được vượng. Đối với các chị mạng thổ gặp năm hỏa vượng là tương sinh, có nhiều lợi ích. Như vậy thì gặp khó khăn thì có người giúp, ốm đau cũng không quá nặng mà mau hồi phục. Sao chiếu mạng là vận niên bất lợi, cẩn thận phòng bệnh nặng và cố gắng đề phòng kẻ xấu gây rối, có thể dẫn đến tranh chấp bất lợi. Về tứ trụ thì với thiên hư và địa hao, công việc làm ăn không gặp thời và gia đình tình cảm cũng có thể xảy ra việc chẳng lành. Mọi việc càng cố gắng cẩn thận. Hơn nữa đây là năm sinh xuất cả về thiên can và địa chi. Các chị chỉ nên gọi là an phận thủ thường để đảm bảo cái sự nghiệp của mình nó không bị lui sụp ha. Là coi như là đã là thắng lợi rồi. Đối với các chị đây là năm khá xấu về mặt ngũ hành, cho nên là cần cẩn thận nhiều chuyện ha. Rồi tiếp tới là xét về mặt tử vi năm 2018, tiểu vận đi vào sinh địa thì có lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn hóa giải các sự chẳng lành do sao hạn xấu gây ra, cũng như cái đại hạn 10 năm mà từ 34 đến 43 tuổi. Đây là cái
cái khoảng đại hạn đó, từ 34 đến 43 tuổi đó, đây là cái khoảng thời gian không ổn định từ sự nghiệp cho đến gia đạo. Năm Mậu Tuất đó, thì rất may đó, tiểu vận khá thuận lợi đi vào sinh địa nên nó là phần nào ảnh hưởng đến đại hạn, nên nó là cái cơ hội mà phát triển dù có nhiều khó khăn vẫn có thể có cơ hội để phát triển. À, tại vì sao? Tại vì mình đang ở trong tiểu hạn tốt, đại vận thì nó chùm lên trên, nhưng mà ở dưới thì mình có cái xấu nguyên một cái 10 năm, nhưng mà mình vẫn có cái năm mình trồi lên chứ, đâu phải năm nào cũng ở dưới không thì chết luôn. Rồi tiếp đến đó là sao? À, vận thế bất lợi gây nên. Hy vọng với tiểu vận đi vào sinh địa sẽ giúp các chị nhiều trong một năm nhiều hao tốn và bất trắc. Năm nay do là vận hạn ở trên, các chị đã thấy rồi, thì mình đã, ai em đã phân tích cho các chị thấy rồi ha. Rồi thì trong cung mệnh thì tọa chủ chính diệu có thiên phủ tọa chủ, chủ về tài lộc uy quyền có lợi cho danh lộc, nhưng đã bị triệt đồng tọa vô hiệu hóa ảnh hưởng của quý tinh này. Nên nhớ ha, triệt là nó triệt tiêu cả sau tinh quân tốt và tinh quân xấu, cho nên là có ông triệt, có ông thiên phủ ông ở trên ông ngon quá, nhưng mà ông triệt cũng mẹ quốc mẹ 50% rồi. À, tuy nhiên á, là cũng rất may cái ông có ông triệt, cho nên là ông cũng đã đồng cung, ông xử luôn ông kình lực tuế tử phù. À, những cái này là tượng trưng cho cái tinh quân xấu có sự nhiều sự chống phá gây trở ngại cho công việc, dễ sinh thiệt hại về tài chánh. À, ông triệt ông chế hóa ông thiên phủ thì ông cũng chế hóa ông mấy ông này 50% luôn, cho nên là cũng đỡ đi đúng không? Có trách ổng chế hóa tinh quân tốt thì ở dưới tinh quân xấu cũng rất nhiều, may có ổng chứ không là mệt liền á. Rồi xong, tiếp theo á là đồng hội á, thì đồng hội chiếu có nguyệt đức, thiên đức, phúc đức. Ồ, có ba cái sao này, ba cái quý tinh này á thì gọi là nó có cái khả năng giải cứu mạnh mẽ. À, các chị dù đang lâm vào nghịch cảnh cũng có cơ hội để thoát ra. Tình trạng này không phải nhờ vào tài trí của các chị đâu ha, mà chủ yếu là đạt được đó, chính là nhờ cái thiện nghiệp và phước đức của mình tạo ra. Thì sao? Khi mình tạo được thiện nghiệp, mình tạo phước đức đó, thì cái tinh quân này, những cái tinh quân mà như là thiên đức, nguyệt đức và phúc đức sẽ được ảnh hưởng nhiều, và ảnh hưởng nhiều thì sẽ giúp chúng ta vượt qua đại nạn ở trong cái những cái cung mạng ha. Rồi tử vi thì có thiên trù hóa lộc và cả thiên mã đồng cung. Như vậy là vẫn có tài lộc làm ra, đôi lúc là thiệt nhiều, có lúc nhiều lắm, nhưng mà là các chị các chị lại có đại nè, tiểu hao đồng nhập cung luôn, cho nên là làm ra nhiều nhưng mà chi tiêu cũng không ít, khó phần mà tích lũy được trong năm nay. Nếu biết hoàn cảnh mà năm nay mà khó khăn á thì các chị nên gọi là đừng có vung tay quá tráng, nên tiết kiệm đi thì sự nghiệp vẫn không đến nỗi mà gọi là suy hao, nó chỉ là làm ra bao nhiêu mất hết bấy nhiêu thôi, không có dư thôi chứ còn không có bị tiêu hao cái sự nghiệp của mình ha. Đó là một cái. Cung mệnh thì có tử phù đại hao nhưng lại có nguyệt đức. Các chị luôn luôn nhận được sự giúp đỡ, nhưng mà tử phù đại hao đáo nhập cung mệnh á thì người ta hay gọi là hai thằng ông này mà ổng kết hợp lại với nhau á thì còn có, mình hay gọi là dính vào cung tặc thần, dễ bị mất mát tiền của nếu không khéo giữ gìn. Cái tặc thần này á còn gây nhiều bất lợi cho công việc làm ăn, dễ sinh chuyện lớn, mang tai tiếng nè, bị vu oan chuyện không có, rối rắm cho cuộc sống, thậm chí là dẫn đến pháp luật. Cho nên là các chị cẩn thận ha, có cái cung tặc thần ở trong năm này thì các chị phải cần tối thiểu cẩn thận mọi điều. Đó là một cái đơn giản ha. Nếu như mà các chị mà đang làm ở công sở hay là quan vận á, gặp năm mà tặc thần trong cung á thì nguy hiểm hơn nhiều.
năm 2018 nếu được lên chức quyền thì không nên vui mừng. Mấy năm khác lên chức thì mình vui, nhưng mà năm nay mà lên chức á, là rất là nguy hiểm. Sẽ bị nguy hại về sau. Khi mà mình mà có nhập chức á, là nếu phải cúng bái tạ lễ nếu muốn yên vị, hoặc là năm nay đừng có manh động mà lên chức. Lên ngồi chưa nóng ghế là có chuyện. Có chuyện lớn nha, nói trước nha. Nhìn chung các mặt á, năm nay nhờ tiểu vận đi vào sinh địa, có thể bù đắp phần nào những cái điều xấu do sao hạn vận thế vận niên gây ra. Tử vi cũng chứng tỏ các chị á là người có nhiều phước đức, nên hóa giải phần nào thua thiệt trong công việc làm ăn cũng như tiền bạc. Tuy nhiên á, các chị phải tự cứu mình ha. Năm nay tức là rất xấu chứ không tốt, cho nên phải tự cứu mình bằng cách nào? Là bằng cách để đi chùa lễ Phật, làm việc tước đức thì nó mới bảo toàn được cái sự nghiệp gia đạo. Cố gắng vượt qua được những cái khó khăn. Nếu làm như vậy á, được á, các chị làm được điều tốt, cúng bái đồ này kia, làm việc thức, thì dù rằng là năm nay yếu kém nhưng mà vẫn không đến nỗi là gọi là suy sụp. Cho nên các chị cẩn thận ha. Năm nay không, năm Mậu Tuất thì không có mấy suôn sẻ đâu. Để rồi, đó là về tử vi và ngũ hành. Như vậy xét tổng thể ngũ vi, tử vi và ngũ hành thì các chị năm nay rõ ràng là đang ở trong một cái giai đoạn gọi là xấu chứ không có tốt, đúng không? Về mặt ngũ hành cũng như là tử vi, gọi là xấu nhiều hơn tốt, cho nên là các chị cần cẩn thận ha. Tình cảm và gia đạo của năm Mậu Tuất nó như sao? Mậu Tuất 2018 này của các chị á, công việc làm ăn có nhiều biến động bất lợi, tình cảm cũng có nhiều chuyện lo buồn rối rắm. Nhờ tiểu vận đang đi vào sinh địa nên cũng có phần là cứu vãn được cho các chị rất là nhiều ha. Có buồn có vui, phần nào giúp các chị bớt lo nghĩ cái việc trong gia đạo. Với hỷ thần nè, tọa hạn, vợ chồng cũng có những niềm vui về con cái này, có dịp vui vẻ thoải mái. Với hồng loan đào hoa lưu chiếu, hai cái này là phiền tối nhé ha. Tại vì thường tuổi này có các chị đã có gia đình rồi, thì các chị vốn đã là người duyên dáng, có thanh sắc. Năm Mậu Tuất á, nếu có giao tiếp với người khác phái cần giữ một khoảng cách để khỏi mang tai tiếng, còn có thể gây ra bất hòa trong cuộc sống hôn nhân và gia đạo. Tử vi thì có thái tuế, có kình, có đà, nên cẩn thận lời nói và cung cách đối xử với người thân, kể cả chồng con, để khỏi gây sự bất hòa trong gia đình. Đó. Cung tự tức á, tức là cung con cái đó, thì có thiên việt, thiên hỷ, thì chứng tỏ là con cái có nhiều thành tựu, đem lại niềm vui cho các chị. Hạn thì có điếu, phục, cẩn thận bị bạn xấu lừa gạt, lợi dụng. Cũng đừng vì quá ham vui, có thể bị bạn bè lôi kéo vào con đường đỏ đen. Tiền bạc thì dễ tiêu hao, tán gia bại sản nếu dính vào đỏ đen trong năm này. Năm khác thì còn có đầu ra đầu vô, cho năm Mậu Tuất mà dính vô là coi như đi luôn. Còn nếu như mà đã có, đối với các chị mà độc thân á, năm Mậu Tuất á, là hồng đào lưu hạn, nhưng lại có quả tú và cô thần hội chiếu. Quả tú là dành cho nữ, cô thần là dành cho nam. Nhưng mà cả quả tú và cô thần chồng lên mệnh của mình thì chắc chắn mình sẽ không có yên đâu ha. Quan hệ tình cảm sẽ không đi đến đâu, cẩn thận quan hệ có chọn lựa sẽ rối rắm, mang tai tiếng, coi chừng dính vào kẻ lừa tình, lừa tình và lừa tiền luôn ha. Năm nay có các chị vui ha. Còn sức khỏe đó thì đối với năm Mậu Tuất 2018, sao chiếu mạng và can chi đều là sinh xuất yếu kém, rất dễ bệnh hoạn. Với hạn là diêm vương cùng thai triệt đóng ở hạn, rất bất lợi về đường sinh nở. Nếu có thể nên chờ đến năm tới hãy sinh con. Nếu đã có thai nghén nên quan tâm nhiều hơn đến cả mẹ lẫn con, bổn mạng vững vàng, có bệnh nạn cũng vượt qua. Dù sao đây cũng là một năm không tốt, chỉ có phước đức mới ngăn chặn hóa giải được các cái việc chẳng lành. Vì vậy các chị nên làm thêm việc thiện nè, tích phước đức thì
hỏa sẽ được lùi đi, sức khỏe sẽ tốt hơn. Như vậy là tổng đoán cả một năm thì các chị có rất là nhiều điều mà cần phải phòng ngừa. Tuy là năm nay không phải là hung niên gì cả, nhưng mà bị sinh xuất cả về thiên can, sinh xuất cả về địa chi, và mệnh thì bị tương khắc ha, sao lại là sao xấu, vận niên cũng không có ổn, vận niên cũng không ổn. Thì như vậy là xét tất cả mọi thứ thì đều là một cái năm sẽ nói là chào đón đầy những bất trắc, và nặng nhất vẫn là về phần sức khỏe. Cho nên là các chị cần cẩn thận ha. Rồi, đó là những cái gì mà tử vi 2018 của tuổi của các chị. Thì em mới biết rằng em có làm thêm cái phần 6 tháng đầu năm của cái vận hạn 6 tháng đầu năm của cái tử vi của các chị, để các chị có thể ứng dụng nó tốt hơn, có cái nhận định tốt hơn để cho mình biết là cương nhu như thế nào, và có những cái điều chỉnh thích hợp để không có phải mà gây vào rắc rối và tiền mất tật mang ha. Đầu tiên hết của tháng Giêng, đầu tiên hết của năm Mậu Tuất là tháng Giêng. Tháng này là tháng Giáp Dần, một tháng thủy. Mệnh của ấy là thổ của chúng ta khắc thủy. Bản mệnh tương khắc với lại tháng cũng không tốt lành gì ha. Bản mệnh cũng phải có những cái điều rắc rối. Thiên can đinh gặp giáp, không xung không khắc không hợp. Ok. Địa chi tỵ dần thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của nhóm tự hình là sự cạnh tranh của bên yếu quấy nhiễu bên mạnh. Bên mạnh loại trừ bên yếu. Tỵ dần á, mà kết hợp á, thì tỵ gặp dần á, mà tương hội thì thường là không có tốt lành. Nếu mà xét về hôn nhân á, tỵ dần mà tương hội á, là thêm đau đớn. Những người tuổi tỵ và những người tuổi dần mà kết hợp với nhau thì sẽ không có tốt lành. Theo tử vi của hôn nhân thì như vậy, tháng thì nó cũng ảnh hưởng như vậy chút xíu. Như vậy là tháng Giêng khởi đầu một cái năm mới có vẻ như là không tốt lành lắm với các chị tuổi đinh tỵ. Lý do sao? Mệnh thì bị tương khắc, dù gì đi nữa thì chúng ta khắc tháng đi nữa thì nó cũng có những cái rắc rối, cũng có thể là cảm xúc gì đó, nhưng mà không đến nỗi nào. Dù gì nữa thì chúng ta cũng tương khắc nó, chứ không phải nó tương khắc chúng ta. Nó tương khắc chúng ta thì nó sẽ là vấn đề khác nữa. Thiên can thì cũng vậy, chữ đinh với lại chữ giáp đó, đúng không? Thì xét về mặt thiên can thì nó không xung không khắc không hợp gì cả, nhưng được có một cái như vậy, chữ đinh đó, là thuộc hành, đó là thuộc hành hỏa. Chữ giáp thì thuộc hành mộc, như vậy là mộc sinh hỏa, như vậy là chúng ta cũng được tương sinh về hành. Cho nên là sẽ tốt cho công việc, dù rằng sức khỏe chúng ta có vấn đề này kia, nhưng công việc được thúc đẩy một cách ổn thỏa, không có gì xảy ra hết. Còn cái địa chi thì khá rắc rối. Thứ nhất là tỵ với dần là cái tháng gọi là, nếu như đúng xét là nó xung với nhau, không phải tứ hành xung nhưng nó xung với nhau. Dần thân tỵ hợi, dần thân tỵ hợi, dần với tỵ mà nằm đó là tự hình trong tứ hành xung, nó không trực tiếp lục xung nhưng mà nó cũng có nhiều cái rất rối. Cho nên là chủ sự có việc gây gỗ gia đạo không yên. Rồi ok, tiếp đến là tháng 2. Tháng này là tháng Ất Mão, tháng này cũng là một tháng thủy. Bản mệnh của chúng ta cũng vẫn bị tương khắc thổ khắc thủy, chúng ta khắc tháng, cẩn thận bệnh nạn. Thiên can đinh Ất thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Địa chi tỵ mão cũng vậy, tự chủ hòa bình, không hình hại, không xung khắc nhau. Như vậy là tháng này chúng ta đỡ hơn một cái là địa chi chúng ta không có bị tự hình, không có bị như tháng 1, cho nên là công việc gia đạo nó cũng không có đến nỗi nào. Ngược lại luôn là tháng mão cũng là tháng mộc, cái mão cũng thuộc hành mộc, địa chi tuổi mão nó cũng thuộc hành mộc, tương sinh cho tỵ hỏa của chúng ta. Như vậy là mối tương sinh của gia đạo có phần thêm ổn thỏa. Ngon ha, tỵ mão là nó có được thêm cái sự tương sinh nữa, tốt, là hy vọng rằng là sẽ có mối quan hệ mới phát sinh, tốt cho công việc của các chị, tốt cho cái việc giao tế trong chuyện làm ăn cũng như là gia đạo. Rồi là thiên can
chữ đinh, à, chữ ất nó cũng là mộc, chữ đinh hỏa thì mộc sinh hỏa. Chúng ta về thiên can thì không tương xung, mà về hành thì chúng ta được tương sinh, như vậy cũng là một điều tốt nữa, cho nên là sẽ tốt cho công việc, tốt cho những cái việc gia đạo. Nhưng các chị cũng phải cần cẩn thận cái việc là cái mệnh của mình tương khắc tháng, mà mệnh tương khắc tháng thì nó sẽ có rất là nhiều điều mà phức tạp, cho nên là các chị phải cẩn thận ha, à, chứ để không là hối hận không kịp. À, hai tháng chúng ta bị liên tiếp bị mệnh tương khắc, và hai tháng bị mệnh tương khắc mà đầu năm nữa, à, khá rắc rối cho sức khỏe của các chị, không quá nặng đâu, nhưng mà nó cũng không có thoải mái, không có khỏe thì mình cũng sẽ không có, sẽ ảnh hưởng đến công việc. Tháng thứ ba của năm Mậu Tuất đó là tháng Bính Thìn, tháng này là một tháng thổ, như vậy là thổ đồng hàng ha, bản mệnh và sức khỏe ok, thiên can đinh bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, tỵ với thìn cũng vậy, tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc gì nhau cả. À, vậy là cũng được ha, nhưng mà như vậy thì nói là chúng ta được bước qua tháng 3 là một tháng ok về bổn mạng, tức là sức khỏe rồi không có vấn đề gì. Thiên can bính đinh thì không xung không hại, công việc cũng không bị ảnh hưởng gì, à, cũng không quá bị ảnh hưởng lớn. À, nhưng mà được một cái chữ bính với lại chữ đinh của chúng ta nó là cùng hàng hỏa, mà cùng hàng hỏa, cùng hành hỏa ở trong cái thiên can thì gọi là sao, cùng hàng thì dễ sinh tài lộc, dễ sinh ấy ha, cho nên là công việc của tháng này có thể là sinh tài lộc coi các chị rất là nhiều. À, có thể nói là hy vọng nó sẽ đem lại tiền tài ha. Địa chi tỵ với thìn thì không hình hại, không xung khắc gì nhau hết, gia đạo cũng ổn thỏa không gì hết. À, tỵ thì hành hỏa, thìn thì hành thổ, hỏa sinh thổ, à, tức là sinh xuất, nhưng mà sinh xuất trong địa chi không đến nỗi nào là nặng nề. Sinh xuất trong địa chi là nó cũng một phần là tương hợp, nó cũng phần là cái này sinh cái này thì cũng là coi như hai cái nó hợp nhau chứ không có đối chọi nhau, thì không phát sinh ra cái sự mâu thuẫn trong gia đạo cũng như là các mối quan hệ. Đó là tốt ha. Như vậy là tháng 3 là một tháng tốt. Rồi, tiếp đến là tháng Đinh Tỵ. À, tháng này là tháng đẻ của chúng ta luôn. Chúng ta tuổi Đinh Tỵ, tháng gặp tháng Đinh Tỵ, đúng không? Mệnh thì đồng hàng. À, đồng hàng thổ tốt cho sức khỏe. Chữ đinh. À, chữ đinh là hành hỏa. Hai cái này là hành hỏa luôn. Mà chúng ta mệnh thổ cùng hành hỏa thì sinh ra thổ nhiều. Chữ tỵ cũng đồng hành hỏa, sinh ra thổ nhiều, hỏa nhiều. Cho nên phải nói là tháng này tuy là tháng đẻ nhưng mà mọi việc cũng không có gì quá nặng đối với các chị đâu. Các chị yên tâm, đừng có năm sinh tháng đẻ sợ sạch cho này kia ha, yên tâm. À, do cái mệnh chúng ta là mệnh thổ, hai tháng này là cùng chữ đinh, cùng hết tất cả đều là hỏa, sẽ tương mạng cho chúng ta, cộng với này năm nay hỏa vượng, cho nên là chúng ta sẽ không có chuyện gì xảy ra. À, dù rằng cả năm là mệnh chúng ta bị tương khắc, à, mọc ai, nhưng mà hy vọng là tháng này không có gì. À, tuy nhiên nó cũng là tháng tuổi thì các chị cũng nên đề phòng những cái chuyện bất trắc, à, ở trong công việc một tí xíu. Rồi, tiếp đến là tháng 5, tháng này là tháng mộng ngọ, và tháng này là một tháng hỏa. À, như vậy mệnh chúng ta được tương sinh, hỏa sinh thổ, à, bản mệnh được tương sinh thì rất tốt cho sức khỏe và gặp nhiều may mắn, tại vì sao tinh quân tốt sẽ được phát sáng nhiều. Thiên can đinh mậu thì không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ. À, địa chi tỵ ngọ cũng vậy, tự chủ hòa bình, không hung hại, không gì hết với nhau. À, như vậy là tháng này chúng ta gặp may mắn rồi, ông bổ mệnh được tương sinh sẽ có nhiều điều may mắn thuận lợi cho chúng ta. Thiên can chữ đinh với chữ mậu, à, không hình hại không gì cả, nhưng chữ đinh của chúng ta là hành hỏa, à, chữ mậu là hành thổ, như vậy là chữ đinh sinh xuất hỏa, cho nên là công việc tuy được gọi là tương hợp với nhau, hỏa sinh thổ, nhưng nó cũng sẽ có những cái chữ đinh là hỏa mà sinh thổ, chữ mậu là thổ, thì cho nên là sinh xuất tháng thì có thể nói công việc không ảnh hưởng gì, nhưng mà có thể nói là tháng này không có thu tiền được đâu. À, mong cầu tiền lớn hoặc là thu tiền ở trong tháng này thì em nghĩ chắc là không có đâu, có thì cũng vừa đủ mình chi, không có dư giả gì đâu ha, cho nên cẩn thận. Tỵ thì ngọ, tỵ ngọ cũng vậy, không hình hại không nhận nhau, tuy nhiên tỵ với lại ngọ là đồng hàng hỏa. À, đồng hàng hỏa và chúng ta là mệnh thổ, cho nên là ok, sẽ tốt về địa chi. Hy vọng là những với được tương sinh mệnh ha, thiên can thì không hình hại, chỉ có là sinh xuất của hành của chữ đinh với chữ mậu thì sẽ giúp cho các chị có được một cái tháng năm
ổn thỏa, ha, nhiều tiền tài và thành công ở trên mặt công việc. Còn tiền tài mình có thể nói là nó bị sinh xuất thiên can thì có thể là không vào được, nhưng mà nó sẽ không đến nỗi là thất thoát đâu ha. Tiếp đến là tháng 6, tháng Kỷ Mùi. Tháng này là một tháng hỏa luôn, hỏa sinh thổ, bản mệnh tốt, ok. Đinh kỷ thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tỵ với Mùi cũng vậy, tự chủ hơn là anh kia. Nhưng mà như vậy là tháng này cũng như tháng 5 chúng ta được sinh đấy, sinh xuất bản mệnh sẽ có nhiều điều may mắn, tinh quân tốt sẽ chiếu hội chiếu nhiều, làm giảm những cái xấu xa của tinh quân xấu đi, và cũng như cái vận niên vận hàng của chúng ta trong năm nay không được ok. Như vậy thì cái chữ, nhưng mà thiên can là chữ đinh hỏa, chữ kỷ thì thổ vẫn bị sinh xuất, thiên can vẫn bị sinh xuất về hành. Địa chi cũng vậy, chữ tỵ là hỏa, chữ mùi là thổ cũng bị sinh xuất luôn. Nhưng mà không quá nặng do chúng ta bị sinh xuất như đó, nhưng mà do chúng ta vẫn được cái là bản mệnh ở bên trên, bản mệnh được tương sinh thì chúng ta cũng sẽ có phần nào, không đến nỗi nào ở trong cái những cái này. Cộng với chúng ta là mệnh thổ, đúng không? Hỏa nhiều, tháng này là tháng hỏa nhiều, nó tương sinh cho chúng ta rất là nhiều thứ. Và hy vọng rằng tháng 4, tháng 5, tháng 5, tháng 6 là những cái tháng thành công. Như vậy là ngoài cái tháng 1, tháng 2 bị sinh xuất, bị kỵ bản mệnh, bị tháng quên, bản mệnh tương khắc tháng ra có thể xấu cho sức khỏe từ tháng 3, tháng 4, tháng 5 cho đến tháng 6, thì các chị đều có những cái điều tốt đẹp, không ở thiên can thì cũng ở địa chi. Như vậy thì hy vọng rằng các chị sẽ đem được nhiều thành công, công việc sẽ hanh thông. Thiên can mà xét về mặt hợp hay không hợp thì chúng ta không hình hại gì cả, có xét về hành ở bên trong, làm chi tiết em xét về hành ở bên trong thì mới có sinh xuất hoặc là tương khắc. Nhưng mà các chị toàn là sinh xuất với lại tương sinh với đồng hàng không, thì như vậy thì nó cũng không đến nỗi nào quá khó khăn. Sẽ đem đến có thể là nhiều thành công nhất định cho các chị. Như vậy trên đây là tử vi của năm Mậu Tuất 2018 và vận hạn 6 tháng đầu năm của các chị sinh năm 1977, đinh tỵ. Đây là một năm báo hiệu nhiều khó khăn về mặt ngũ hành, về mặt tử vi. Chủ yếu nhất vẫn là cần sức khỏe, cho nên các chị cần cẩn thận nhiều thứ. Tuy nhiên trong 6 tháng của đầu năm thì về mặt công việc thì em thấy rằng mọi chị không có việc gì quá to lớn, công việc sẽ hanh thông, đẩy đi nhiều. Thì sao thì thiên can nó ảnh hưởng cho công việc nhiều, mà năm nay cả năm thì chúng ta chỉ thấy là nó nằm ở trong cái phần sức khỏe là nhiều, thì thiên can nó không bị gì nhiều ảnh hưởng, thì chắc chứng tỏ là điều đó là đúng hoàn toàn với các chị. Hy vọng rằng các chị biết và lựa vào những cái thông tin mà em đã đưa để biết là cương nhu trong làm ăn như thế nào và giữ gìn sức khỏe của mình làm sao cho tốt hơn. Đến đây video đã xong. Nếu như mọi người xem thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ để mọi người khác cùng xem. Ai chưa đăng ký kênh của anh Ba Tử Vi, nhớ bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018, tuổi của mình cũng như tuổi người thân, bạn bè. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.